quay cho bạn xem. Đó, nó đang nằm nha. Nè, nó đang nằm rất im luôn á. Mình sẽ bắt nè. Đây nha. Ếch nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì nãy giờ mình đã mặn được cái mớ ếch, chiếc cái mớ nhái của mình ha. Cái này cũng khoảng hơn nửa ký thịt ha các bạn. Đó, còn đây là ruột với mình mới vừa mặn xong nè. Đó, thì cái số nhái ếch này mình sẽ chế biến làm những món ăn gia đình của mình nha các bạn, như là rồi. Ok, mình chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở phía sau cánh đồng nhà mình nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình đi ra ruộng á. Thì hiện tại cánh đồng của mình hôm nay mới vừa gặt xong nè. Còn ruộng nè, nước nè, mấy cái đường kéo ha. Thì ếch nhái lên đây nhiều lắm nha. Thì hôm nay mà cả nhà cùng theo chân mình đi bắt ếch con nha các bạn. Ếch hay là nhái để mình vô mình làm cách chế biến những món ăn nha cả nhà. Đó, đây mình quay cho bạn xem. Đằng kia thì có một con nhái con rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi soi ngoài ruộng coi có miệng có ếch thì mình bắt. Rồi sẵn tiện mình quay cho bạn xem luôn nha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình nha. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm chừng nào có ếch rồi mình sẽ quay cho các bạn. Hôm nay mời các bạn ra đồng cùng mình nha. Ok các bạn, thì mình đã thấy một con ếch con đằng kia. Thì mình đi chơi nhẹ là mình bắt mới được nha các bạn. Đó, ngay cái bóng đèn trước mình quay ha. Đó, mình sẽ tập trung thẳng vô bóng đèn. Nhưng mà con ếch nó sẽ không có nhát, hiện tại nó đang nè. Đi nha. Đó, nó đang ngồi nè. Nó hơi cận cảnh cho các bạn xem. Nó đang chui xuống. Này chắc nó chuối mất rồi các bạn, thì mình sẽ mò nha. Buồn quá. Ê, đây nè, dính nè các bạn. Này một con nha. Đây nè các nhà, đó, này ngồi cận cảnh cho các nhà xem nha. Đây là con nha. Một con nha cả nhà. Đây là cái giỏ của mình nha, thôi mình bỏ nó vô giỏ. Thì đằng đây một em nữa nè các nhà. Thì cắt lúa rồi các bạn, thì nhái nó lên mấy cái ổ đất này. Nó nằm với ếch con nha. Đây là một em nhái cơm. Nhái cỡ dày là mình bắt ăn được rồi. Đó. 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 Một em thôi nha. Đó. Rồi hôm nay mời cả nhà cùng mình trải nghiệm đi bắt nhái ếch nha. Đó. Nhái cho nó vô. Ở đây có một con nữa các bạn. Đi từ từ đó. Nó thấy mình nó bắt đầu nè coi nghe quên. Cái này mình gọi nha. Nó đang núp rồi các bạn. Này nha. Một con ếch xanh nha. Quay cho bạn xem. Đó, nó đang nằm nha. Nè, nó đang nằm rất im luôn á. Nó mình sẽ bắt nè. Đây nha. Bắt nha cả nhà. Thì sau khi gặt lúa xong á, dễ rất quay dễ bắt ếch nha các bạn. Bỏ vô.
bò mình đi lên đây đi bắt hơn các bạn. Mời cho mình xem nha, nó đẹp quá các bạn, nó nằm rất kỹ luôn, quá đã các bạn ơi. Thì mùa này ớt này nhiều lắm nha, nè này nằm trên đường nha, nó nằm rất mình các bạn nè, các bạn thấy không đó, rất dài nha, nè đã chưa. Vô gió nha. Rồi mình mới vừa quay được một con ếch nè các bạn. Mình gọi cho bạn xem nó đang nằm nè. Đó. Mình qua bắt nó cho bạn xem nha. Đó, ở đây cũng bự nha, cũng tròn nha. Không biết anh có nhát không đây nữa. Anh ăn cái bụng mất nó rồi, nằm luôn. Nè, tôi cận cảnh cho các bạn xem nha. Nó nằm rất yên nha. Đó, đã quá đã. Trời ơi, trả bá luôn các bạn ơi. Trời ngon quá trời ngon quá. Đó. Mình bỏ nó vô giỏ cái mới được. Cái này mình phải coi kỹ kỹ các bạn. Bây giờ là dắt máy ảnh đang lên ăn nè. Đằng kia có một cái này. Không biết nhái hết nhưng mà mình thấy mắt rồi đó. Đó, đằng kia nó có mắt, cặp mắt rồi đó. Rồi, đây mình ốp máy nha, khi nào có ếch mình quay tiếp nha các bạn. Mình nhớ cơm các bạn nè, đó, nhớ cơm nha, nhớ này ăn nó ngon luôn á, nhớ này kiều nữ chân dài á, nhanh lắm các bạn nè, đó chạy rồi không tiêu à. Như các bạn hôm nay có hai lính mình nó đi chung mình nè các bạn, đây một em nha, con lu nha các bạn, đây là con phèn các bạn, đó đi theo mình nè, thì nó chỉ trên bờ thôi, mình đi dưới ruộng đang mình bắt ếch, nhưng mà giờ nó còn nhát quá các bạn ơi, bây giờ mấy con rồi mình xảy mấy con ạ, thấy mình lại chuối mấy cái đường mương nè, mình bắt không được, có hai thằng đó, đi theo đó, lu rồi. Đây. Như là con cóc này đó nha. Con này thì nó dễ bắt à. Nó ngoài. Dễ bắt lắm nha. Cóc nè. Cóc này ăn tốt lắm, mát lắm á. Nên bỏ nó vô bọc cái đó. Nghe các bạn, đi bắt ếch mà gặp hai đây ra theo nè, nó không chịu nữa, đi theo bắt chuột nè các bạn. Đó, giờ chụp vậy đó. Về đi con. Lu. Đang đi cái nhà gặp cây cành hai cả nhà, cành hai trái chín nè, đây mình hái cho các bạn xem, còn cành hai trái chín thơm phức luôn á, cành hai chín cả nhà, trên đó trái quá trời trái luôn, nó trái bự không nè, nó chín nó mùi cái nè. Ngon ghê luôn. Đụng nữa rồi. Đụng ngon nữa luôn. Đây mời cả nhà nè, cana nè. Chua chua ngọt.
Đây một em nhé cơm nha. Đây các bạn. Một em nha. Ớt nè. Thấy mình cái nào nó chui xuống. Này bây giờ mình bắt được như đây các bạn. Chim nhẹ nhàng thế nha. Con nhỏ nha. Ớt nhỏ đây nè. Mới phát hiện cái chuối này các bạn. Các bạn trời ơi, dệt ra thấy ảnh liền ha. Mình sẽ nhẹ bắt nó này dạng kìa. Nó là một em thôi đó, nghe thấy chưa, dạng ghê luôn á. Nó xinh lẹ luôn. Nghe mình bỏ nó vô bọc. Như đây đủ ăn tối sáng rồi cả nhà. Đó, nãy giờ đi thôi một chút khoảng nửa tiếng đồng hồ là cả nhà được con vua ếch đây nè. Đây là số ếch với cóc nhái luôn nha, mình bắt bắt tùm lum hết nha cả nhà để mình ăn ha. Đó. Có bán chủ yếu là ăn rồi thì cả nhà ơi, thì nãy giờ mình cũng đi vô mình mới vô màn xong mấy con ếch với mấy con nhái của mình nè các bạn. Thì mới như đây cũng hơn nửa cái thạch nha. Còn bên đây là những cái ruột với ấy mình đã màn xong nè. Đó thì ếch với nhái này mình có thể chế biến được nhiều món ngon nha. Thì nếu mà ếch nhỏ nhỏ vậy á, các bạn sẽ làm nhuyễn, rồi có ăn chế tỏi, rồi xong các bạn nấu cháo ăn ngon lắm ha. Cháo nhái hay cho ếch ăn ngon ha. Còn ếch này mình cũng thấy kho. Đó, mình còn xào. Đó, món kho thì kho gram ăn ngon lắm, còn xào thì xào chuối cây nè, xào môn ăn rất ngon. Ở cái mùa nước này chuẩn bị lên các bạn thì ếch này nó rất mập, thịt nó rất mềm nha, ăn rất ngon. Nó thì ở quê mình món này là kêu hoàng là kiều nữ chân dài nha các bạn. Nó thì mình ra ruộng bắt một chút là nhóc à. Đó. Rồi, thì giờ do cũng tối rồi các bạn, thì cũng gần 10 giờ đêm rồi ha. Rồi chắc mình cũng vô mình chế biến món ăn rồi xong mình ngủ thôi các bạn ơi. Và chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.